Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất, nóng nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh youtube của báo đệ tử VTC News. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ hoạt động quân sự tại Ukraine. Theo hướng Kupian, các đơn vị của nhóm lực lượng Zapat được hỗ trợ bởi hệ thống hàng không, pháo binh và súng phun lửa hạng nặng đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của các phân đội xung kích của lữ đoàn cơ giới 54 của lực lượng vũ trang Ukraine AFU gần Zagoruykha, vùng Kharkov. Hơn nữa, một kho đạn của lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 113 của Ukraine đã bị vô hiệu hóa gần Staritsa, vùng Kharkov. Theo hướng Krasniliyman, các đơn vị từ lực lượng center của Nga cùng trực thăng và pháo binh đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của các nhóm xung kích của lữ đoàn cơ giới 24 AFU và Trung đoàn Vệ binh Quốc gia số 15 gần Belogorovka, Cộng hòa Nhân dân Lugan tự xưng LPR. Trên hướng Donetsk, các đơn vị từ lực lượng giúp của Nga phối hợp chặt chẽ với hàng không và pháo binh đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của AFU gần Kudyumovka và Kalitschevka, Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng DPR. Trên hướng Nam Donetsk, các đơn vị từ lực lượng Vostok của Nga phối hợp với trực thăng và pháo binh, đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 128 AFU gần Nikolskoye, DPR. Các cuộc tấn công của Nga đã nhắm vào cụm nhân lực của Lữ đoàn Tấn công Cơ giới số 72 và số 79 của AFU gần Novomin và Uleda. Theo hướng Zaporizhia, các nỗ lực phối hợp của lực lượng Nga cùng các hệ thống hàng không, pháo binh và súng phun lửa hạng nặng đã đánh bại các cụm nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn Cơ giới số 33 AFU gần Rabotino, vùng Zaporizhia. Theo hướng Khe Sơn, do cuộc tấn công tổn thất của AFU lên tới hơn 60 lính Ukraine thiệt mạng và bị thương, một xe tăng, ba xe bán tải và một khẩu pháo MSTAB. Các lực lượng Nga đã tấn công nhân lực và trang thiết bị của AFU tại 132 khu vực trong ngày. Ngoài ra, một kho nhiên liệu của Trung tâm Hỗ trợ Hậu cần số 81 của AFU đã bị phá hủy gần Konstantinovka, vùng Nikolaev. Sở chỉ huy của lữ đoàn tấn công đường không số 72 AFU bị tấn công gần Antonovka, DPR. Trong khi đó, ông Volodymyr Fityo, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Lực lượng Trên bộ của Lực lượng Vũ trang Ukraine cho hay, điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Ukraine, đặc biệt là mưa lớn, có thể gây ra thách thức cho việc tiến hành kế hoạch quân sự, ảnh hưởng đến tính cơ động của các phương tiện hoạt động trên không và việc sử dụng UAV. Theo ông, nhiệm vụ chính của lực lượng phòng vệ Ukraine là làm gián đoạn các tuyến hậu cần, phá hủy các cơ sở hạ tầng phía sau và các vị trí tiến công của Nga. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga cũng đánh chặn hai tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất và phá hủy 42 UAV của Ukraine trong ngày qua. Moscow cũng được cho là đã dừng một nửa các cuộc tấn công vào Adipka để chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới. Quân đội Nga mới đây công bố video cho thấy lực lượng pháo binh của nước này đã tấn công các vị trí của Ukraine ở làng Karinki ở tả ngạn sông Dnieper sau khi các lực lượng Ukraine vượt sông và thiết lập một cứ điểm trong khu vực. Quân đội Nga sử dụng pháo phản lực hạng nặng TOS-1A Solzepec dội hòa lực vào đối phương. Việc sử dụng hệ thống này giúp Nga đối phó một cách hiệu quả và vô hiệu hóa các điểm bắn của Ukraine. TOS 1A Sounspec là hệ thống pháo phản lực được đặt trên khung gầm của xe tăng, có nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực trực tiếp để bổ sung cho xe tăng chiến đấu chủ lực và xe chiến đấu bộ binh trên chiến trường. TOS 1A sử dụng đạn nhiệt áp 220 mm, nó tạo ra các vụ nổ cực lớn khi đạn chạm mục tiêu. Sounspec được thiết kế để tấn công các lực lượng của đối phương, phương tiện chiến đấu và các công sự. Hiện Nga đang cố gắng tấn công các khu vực mà quân đội Ukraine sử dụng làm nơi trú ẩn hoặc thiết lập vị trí để chuẩn bị cho những hoạt động tiếp theo. Ngoài ra, Moscow cũng nhắm vào vùng bờ sông, nơi thủy quân lục chiến Ukraine đang tiếp tục đổ bộ. Những cuộc tấn công này thể hiện quyết tâm của Nga trong việc ngăn Ukraine củng cố lực lượng ở tả ngạn sông Dnieper và chống lại nỗ lực của Kiev nhằm tiến về phía nam. Trước đó, Nga đã điều quân tăng viện tới phía Nam để củng cố phòng tuyến tại Kherson sau khi Ukraine thiết lập đầu cầu đổ bộ ở tả ngạn sông Dnipe. Ukraine không chỉ tăng cường điều động binh lính đổ bộ qua sông, mà còn triển khai các tuyến phà chở thiết giáp và nhiều phương tiện lội nước khác, vượt qua những khu vực lầy lội sang bên kia bờ sông và chiếm các vị trí mới đồng thời nỗ lực giữ vững vị trí mới ở tả ngạn sông Dnipro song song với việc mở rộng đầu cầu đổ bộ ở khu vực do nga kiểm soát. Lực lượng ukraine đang dần mở rộng các vị trí mà họ kiểm soát với mục đích tạo mối liên kết giữa các đầu cầu đổ bộ. Một số chuyên gia cho rằng ukraine khó có thể đạt được đà tiến nhanh chóng vì địa hình xung quanh các đầu cầu đổ bộ khá ẩm ướt, nhiều đầm lầy và nhiều cây cối rậm rạp chưa kể các cơn mưa lớn và lớp bùn dày trong những tháng tới sẽ khiến các phương tiện gặp khó khăn khi di chuyển. Những cuộc đột kích, tuần tra nhỏ của Ukraine có thể làm lung lay vị trí của Nga tại sơn trong mùa đông. Những nỗ lực mà Kiev thực hiện nhằm điều thêm lực lượng tới tả ngạn sông Dniéppe sẽ gặp nhiều rủi ro vì các tuyến đường sông dễ bị tấn công từ trên không. Nếu Kiev có khả năng tiến xa hơn, các loại vũ khí tầm xa của nước này sẽ dễ dàng tiếp cận với tuyến đường tiếp tế ở phía tây thành phố. Melitopol do so Nga kiểm soát. Nga đã sử dụng tuyến đường này vận chuyển binh sĩ và vũ khí để duy trì các hoạt động ở bờ đông sông Dnieper. Dnieper, con sông dài thứ tư châu Âu, từng là tuyến đường thương mại lịch sử, đã trở thành mặt trận then chốt kể từ khi quân đội Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga qua bờ biển phía nam nước này vào năm 2022. Con sông uốn lượn theo chiều dài của đất nước Ukraine từ bắc xuống nam và cuối cùng đổ ra biển đen tại Kherson sông Dnieper đã trở thành rào cản tự nhiên, ngăn đôi vùng kiểm soát của Nga và Ukraine ở tỉnh Kherson. Quân đội Ukraine đang kiểm soát khu vực bờ Tây của sông, còn bờ Đông do lực lượng Nga chiếm giữ. Việc thiết lập đầu cầu ở tả ngạn sông Dnieper cách Crimea khoảng 90 km là mục tiêu quân sự mà Ukraine theo đuổi từ lâu. Vùng đất đâm lầy nơi đây khiến Nga có ít lợi thế phòng thủ hơn so với Zaporizhia, đồng thời mở ra tuyến đường khả thi để Ukraine tiến công bán đảo Crimea, vốn có tầm quan trọng chiến lược. Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng Nga sẽ phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong việc tái triển khai các đơn vị từ khu vực khác của mặt trận nếu lực lượng đồn trú ở Kherson không đủ mạnh để đáp trả hoạt động của Ukraine ở bờ đông sông Dnipro. Theo hãng thông tấn TASS Slovakia, chính phủ Slovakia mới đây đã không phê duyệt gói hỗ trợ quân sự thứ 14 cho Ukraine trị giá 40,3 triệu euro. Đề xuất hỗ trợ trên cho Ukraine được đưa ra bởi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia. Khoản viện trợ quân sự này bao gồm 4 triệu viên đạn 7,62 mm, hơn 5.100 viên đạn cỡ lớn cho pháo 125 mm, 140 tên lửa cho hệ thống phòng không cấp. Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine, Slovakia đã cung cấp cho Ukraine 13 gói viện trợ quân sự với tổng trị giá 671 triệu euro. Cần lưu ý rằng, đây có lẽ là gói viện trợ mà Tổng thống Slovakia Zuzana Kaputova cũng phản đối, vì đề xuất này được đưa ra sau cuộc bầu cử quốc hội ở Slovakia. Người phát ngôn của Tổng thống Slovakia, Martin Stryzinek, giải thích rằng việc phản đối là do bà Kaputova tôn trọng kết quả của cuộc bầu cử dân chủ với đảng chiến thắng trong cuộc bầu cử đó, SMSD, SD, đã cam kết với cử tri không cung cấp bất kỳ loại đạn dược nào cho Ukraine. Sau khi được bổ nhiệm, Thủ tướng Slovakia Robert Fico khẳng định sẽ không ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraine, bởi thà đàm phán hòa bình 10 năm còn hơn giao chiến với nhau 10 năm mà không có kết quả. Tuy nhiên, ông Fico cho biết sẽ không ngăn cản các công ty Slovakia sản xuất và cung cấp vũ khí cho khách hàng của họ, trong đó có Ukraine. Cam kết của chính phủ Slovakia về việc ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine sẽ chỉ ảnh hưởng đến nguồn cung từ quân đội Slovakia mà không ảnh hưởng đến doanh số bán vũ khí của các công ty nước này. Ông Fico là lãnh đạo đảng định hướng dân chủ xã hội SMSD về nhất trong cuộc bầu cử ngày 30 tháng 9. SMSD đã liên minh với Hlas SD và Đảng Quốc gia Slovakia SNS để thành lập chính phủ mới. Thủ tướng Fico đánh giá không thể có giải pháp quân sự cho cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời cho biết nguồn cung cấp của quân đội Slovakia đã cạn kiệt và quân đội nước này cần tập trung cho kho dự trữ của mình. Chủ tịch Quốc hội Slovakia, ông Peter Pellegrini từng tuyên bố ông ủng hộ việc tiếp tục thực hiện các hợp đồng cung cấp vũ khí mà phía Ukraine đã ký kết với các công ty của Slovakia. Quan chức này cho rằng đó là sự hỗ trợ cho ngành công nghiệp của Slovakia. Ngành công nghiệp quốc phòng của Slovakia đã có sự phát triển mạnh mẽ cùng với các nước khác ở Trung và Đông Âu khi các nước phương Tây tăng cường hỗ trợ quân đội Ukraine. Năm ngoái, Đức, Đan Mạch và Na Uy thông báo sẽ mua 16 khẩu pháo Zuzana 2 do Slovakia sản xuất cho Ukraine. Thủ tướng Fico đã vận động mạnh mẽ trong cuộc bầu cử vào tháng 9 với cam kết ngừng viện trợ quân sự của Slovakia cho Ukraine, thực hiện chính sách đối ngoại độc lập và bảo vệ biên giới khỏi những người di cư bất hợp pháp. Về các biện pháp trừng phạt chống Nga, Thủ tướng Fico nêu rõ, ông sẽ không bỏ phiếu cho bất kỳ biện pháp mới nào cho đến khi đánh giá được tác động của chúng tôi với Slovakia. Ông Fico đã nhiều lần cam kết ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine sau khi các chính phủ trước đây của Slovakia đồng ý chuyển giao vũ khí hạng nặng, bao gồm máy bay chiến đấu, hệ thống phòng không S-300, cũng như các phương tiện chiến đấu và giả phá bom mìn tới Ukraine. Trước đó, phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Quốc hội về các vấn đề châu Âu, ông Fico cho biết, với tư cách là một thủ tướng, tôi sẽ không ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông cũng giải thích về lập trường của chính phủ nước này. Theo đó, chấm dứt ngay lập tức các kế hoạch quân sự là giải pháp tốt nhất cho chúng ta có thể làm cho Ukraine. Ông cũng chỉ ra khả năng Nga rút khỏi các vùng lãnh thổ nước này đã sáp nhập như Crimea, Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Cộng hòa Nhân dân Lugan, Kherson và Zaporizhia là phi thực tế. Thủ tướng Fico nhận định, nếu các lệnh trừng phạt gây hại cho chúng tôi, thì tôi nghĩ không có lý do gì để ủng hộ chúng. Kể từ khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2 năm 2022, Slovakia là một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ nhất cho ukraine đồng thời cung cấp vũ khí và thúc đẩy các biện pháp trừng phạt nga